ba đi đi vô xa gạch đi nha. Đi ra gạch rồi cái mẹ đi vô chợ nha. Nhưng mà bây đó nè, một màu xanh xanh. Không nói là không nói thấy chưa? Just wait. Hết dịch cái thả gì Việt Nam cho 4-5 tháng ở bên đó. Rồi mẹ đi về, mẹ về chơi bển, mẹ chơi 1 tháng 2 tháng xong mày về lại mày với mày thả con nó một mình con rồi cái hả mà con chơi cho tới hả 5-6 tháng luôn, hay là mẹ qua mày rước con về trước khi con đi học lại ở trường Mỹ, chứ không phải là tiếng Việt của con sẽ không có còn đường bích đường luôn. Mày muốn phải thả về Việt Nam ở với ngoại bà ngoại, ở với Bali Vincent. Về Việt Nam bán nhiều hoa ngày Tây cho mẹ. Nghe chưa? Ok mẹ. Nghe không? Không chịu. Mommy kick. Mommy. Không. Mommy. Mommy. Jade kick mommy out. Oh, mẹ nói mẹ còn con cổ con thích hả? Mommy, no standing, stopping or parking. Nãy mẹ tức cơ nó tức cơ. Let's go đi. Mẹ nói mẹ thả con về Việt Nam thôi, mẹ đi nha. Mẹ yêu con, không bên này, không bên. Bring your phone, baby. Buồn đau như vây kín kỷ niệm của đôi mình lúc đã xa bắt nhau. Chờ cô chú coi chị đang ăn gì. So we're gonna go to the market first, right? Yeah. I'm not really hungry right now. À, con ăn gì? À, anh nói chị đang ăn apple cô chú. Apple. Dường như em quên lối quay về dấu nghe lòng. Lâu rồi chưa có quay cho cô chú coi cái chị ngồi đằng sau hả chị ha. Còn đó không? Nè, trong tất cả các cheese á, có cái cheese này nè nha, cái cheese này á là ở trong này nó mềm mềm. Còn cái cheese này á là nó hơi nhẫn nhẫn đắng đắng. Còn cái cheese này á là nó sao ta, dẻo dẻo không có đắng, ngon. Nhưng mà con thích nhất là cheese này. Mẹ mày ăn giọt ở trong. Ngon á. Ăn đồ Mỹ không vậy đó, chi đồ không vậy đó. Đó vậy là phải đó. Chứ bây giờ đưa vô quốc cho tôi bún bò là không phải đâu, phải không? Quốc cho tôi bún bò là không phải không? Mỹ là người ta ăn vậy đó các bạn. Cái này, cái hộp này gọi là protein box, có nghĩa là toàn những cái protein ở trong đó không á. Ăn trái dâu, ăn trái nho vô, hốt trái nho vô ăn rồi. Đúng rồi, giỏi. Nghe thời gian trôi đi lặng thầm trên môi với những nơi xót xa rằng là đời người đang trôi ta. Mấy cà phê không? Thôi ăn đi, ăn đi. Đang cái cây uống cà phê nhỉ? Ăn cái vỏ luôn con. Cái vỏ luôn. Đúng rồi, giỏi tôi là cười cô chú. Thấy cái vỏ ghê chưa cô chú? Vỏ gì vỏ dữ kìa. Có khi tròn đời chỉ có... Why you got to it? Hả? First you got to... À đúng rồi, con phải nhai. Để mày lấy cái này nè, để mày lấy cái này mày che nắng lại cho con cái nè. Có khi tròn đời chỉ còn lại niềm bơ ước. Giọt sầu nào vỡ nát trong tim. Con thuyền nước sóng lênh đênh. Tìm hồ bên mang. Xa mang theo bao nhiêu đó. Mày che nắng lại cho cục đàn, cục đọc đứa mẹ rồi đó. Ủa? Này sao giờ nó hư cũng hư, mấy cái này sao dởm quá. Mẹ rảnh mày đi mua cái khác cho con cục đàn cục đọc nha. Chắc cục đàn cục đọc thương lắm á. Lâu lắm rồi mẹ mới được ngồi xa cho cục đàn cục đọc đó. Chứ thường thường hả, mày chạy xe rồi cái cục vàng ngồi đây con mình đơn nè, phải không? Không có con ngồi mình đơn con buồn không? Buồn hả con? Thương lắm á. Ăn hết luôn. Ăn hết luôn. Con mình mẹ dám ăn đồ con hay ai dám ăn không? Con thấy cuộc đời này có ai dám ăn đủ con ngoài mẹ không? Thôi mẹ ăn đó rồi mày ghét thôi, mẹ ăn mấy bánh đó lắm. Còn cắn vô miếng cheese, cắn vô miếng cheese mới đúng bài. Đúng rồi. Ăn cái đó phải cắn vô miếng cheese mới đúng bài bạn. Đúng rồi. Cuộc tình là trái đắng không tên. Con thuyền lướt sóng lênh đênh. Tiếng ngoài bến mơ trong đêm khơi xa mang theo bao nhiêu khát vọng. Đúng rồi, quá ngon luôn. Ăn gì cho nó tốt cho sức khỏe con. Mình ăn phải ăn trái cây được vô nó tốt cho sức khỏe. Ở nhà mẹ mua vậy mẹ làm cũng đâu bao giờ cũng ăn. Đó, đi ra ngoài đường cũng mới ăn mấy cái này, chứ ở nhà mẹ mua cũng không bao giờ ăn. Em đi mang theo vật chẳng thế nào để bầu trời hai thương nhớ. Anh mang con tim em về đâu. Ngon lắm, đúng rồi. Ăn đi con. Ăn sát xuống. Mà con có thể ăn cái vỏ của nó được luôn á. Cái vỏ của nó có nhiều chất vitamin lắm á con. Người ta rửa sạch sẽ hết rồi. Ngon lắm. Chú nó dở ghê vậy á.
đưa mà không đưa cho đưa cho tới cái miếng chua miệng nào hết. Đúng rồi. Trời ơi, táo này mà ngọt dữ là ngọt quá trời quá đất luôn tệ. Cuộc tình là trái đất không tên. Ôi trời ơi, giỏi lắm á. Sao hả, cái gì vậy? Mày cầm cho để ba chạy cái bụng ấy cho đến nó nước nó bị gì đó, nó bị rớt xuống hết không? Nghe này ha. Bà con có thích cái đầu tóc mới của mình không? Bà đi đâu rồi, có khen đầu tóc mới của cô đẹp không? Dạ hả? Rồi rồi bà Cathy có khen đầu tóc cô đẹp không? Dạ hả? Cuộc tình là trái đắng không tên. Bao người vô giấc bao đêm. Ngắm với cô bao nhiêu như chơi với chi bao nhiêu. Alo, Jay hả? Con đang ở đâu ạ? Đang chơi đi học.
đi hả? Không, đang đi khơi. À, con đang lên trên xe. Con đang trên đường đi đâu á? Ba đi. À, ba đi vậy, đi ba hả? Mà con có đi chợ không? Không. Không đi chợ hả? Ừ, con có đi, con có đi bơi không? Không. Sao không đi bơi? Hả? Rất đá hà là gì? Tại sao bữa nay không đi bơi? Tại vì sao? Tại vì bạn kia sao? Bạn kia làm dơ hồ bơi rồi phải không? Yeah. Bạn đó kỳ hi, ngày bơi của người ta quá trời, những người đang vô tới chuẩn bị bơi luôn tự nhiên vô và các bạn đó bạn làm gì? Bạn kỳ hi. À, còn ăn hả? Còn ăn hả? Ai biết? Chúng không ăn nữa cất vô. Rồi bây giờ con muốn nói chuyện gì với mẹ? Con muốn nói gì với mẹ không? Dạ. Con muốn nói với mẹ điều gì? Mẹ ơi làm sao? Mẹ ơi làm sao? Mẹ ơi bắt cái trâu. Cái gì? Bắt cái trâu. Trâu là gì? Nói thật bậy em bạ phải không? Thôi bây giờ nè, bây giờ sẵn có xe trên điện thoại nè, mẹ muốn nói với Chay điều này. Ủa sắp tắt máy rồi. Alo. Alo. Cái con Chay này đang nói chuyện với nó mà nó cúp máy điện thoại rồi. Kỳ ghê. Hello. Alo. Tại sao con đang nói chuyện với mẹ mà con cúp máy vậy? Because. Bây giờ mẹ có chuyện này muốn. Trời ơi, cái con này tôi chưa nói chuyện với nó xong nó cúp máy rồi. Kỳ ghê á, bây giờ gọi lại nó cái cây. Rang, 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 rang. Trời ơi, nó bắt máy luôn trời. Rang, gọi lại. Rang, rang, rang. Sao mà con nãy giờ con cúp máy mẹ? Alo. Because yeah. Mẹ nói là mẹ có chuyện muốn nói với con. Không. Con nói đi mẹ ơi, mẹ muốn nói gì? Con nói đi mẹ ơi, mẹ muốn nói gì? Nói gì? Mẹ muốn nói là mẹ yêu con. Mẹ muốn nói là mẹ yêu con. Rồi con trả lời lại đi, con nói con biết rồi. Con nói dạ, con biết rồi. Con biết rồi. Hello. Alo. Con muốn nói gì với mẹ? À, nói mẹ. Con yêu mẹ. Sao? Love you so much. Con yêu mẹ so much hả? Yeah. Mẹ biết rồi. Cúp máy. Tít 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 tít. Hai mẹ con mình cùng nhảy ha. Lọc mà đằng sau có những cái video á. Ngọc nói chuyện nhiều lắm, Ngọc nói rất là nhiều. Tại vì á hả, Ngọc cảm thấy mình nói nhiều thì nó mới hiểu nhiều và biết nhiều. Nói tầm bậy tầm bạ, không nói tầm đối với người khác thì nó có nghĩa là nó tầm bậy tầm bạ, nhưng mà Ngọc nghĩ là cái cách nói của Ngọc á, tại vì mỗi người sẽ có một cái cách dạy con khác nhau mà, cái cách nói của Ngọc sẽ làm cho cái đầu óc con Chay nó hoạt động, rồi nó suy nghĩ, rồi nó biến tấu đồ nhiều hơn, nó lanh lẹ hơn, đúng không Chay? Mẹ nói như xanh như sứa ha con ha. Ờ đó, con chỉ cho cô chú coi đôi dài của con phải không? Nè, chay đi chơi nè, mang dài dẹo xà nè nha chú, cô chú nha. Xà ơi, hôm qua mình coi, hôm qua trước khi đi ngủ cả nhà mình coi bộ phim gì? Cái bộ phim gì mà mẹ nói mẹ không thích cái cô bé đó. Con nhớ bộ phim tên gì không? Cô bé mà tóc đỏ tên gì ạ? Merida phải không? Lý do tại sao mà mẹ không thích cô bé đó? Tại vì cô bé đó đã làm gì với mẹ của mình? Merida, you said it right. Yeah. Cô bé đó đã làm gì với mẹ của mình? Cô bé đó là đi kêu bà phù thủy biến mẹ mình thành một con gấu, đúng không? Đúng không? Phải. Đó, rồi xong rồi cái hả? Xong rồi cái cô bé hối hận về điều đó, đúng không? Bởi vậy sao cái câu chuyện đó là hả? Mình phải rút ra được một bài học kinh nghiệm là gì? Mình phải yêu thương mẹ mình và không bao giờ được kêu phù thủy là biến mẹ mình thành con gấu, đúng không? Như vậy là quá là không thể nào chấp nhận được, đúng không? Đừng có đụng vô môi. Có miếng uống bánh cà phê không? Bánh cà phê không? White chocolate mocha. Rồi uống xí thôi. Mẹ. Nửa mẹ ơi. Nửa mẹ ơi. Ôi trời. Này. Cuộc tình là trái đắng không tên. Con thuyền lướt xuống. Jamie, don't turn mommy into a bear, okay? Con đừng có kêu phù thủy biến mẹ thành con. Dù á, đây nè, dù mẹ có giữ với con như thế nào, dù con có không có buồn giận mẹ như thế nào, nhưng mà con không bao giờ được biến mẹ thành con gấu, nghe chưa?
Tại vì á, bản thân của mẹ đã là một con gấu mẹ vĩ đại rồi. Baby, I told her like, doesn't matter how much you hate me and upset at me, don't ever tell the witch to turn me into a bear because I'm already a bear myself. You know what? We think alike because I was thinking that in my head. So I swear to God, when you were talking to her, and after I said, don't turn mommy into a bear, I was thinking, because she's already ferocious right now. So if you turn her into a bear, you're dead, Jamie. So that's funny that you said that, because I was thinking that right after I said that. Ba nói là ba cũng nghĩ y chang mẹ luôn á chay. Bởi vì ba nói là con đừng có xin phụ thầy là cho mẹ thành con gấu, hiểu không? Tại vì là mẹ đã là con gấu rồi mà bây giờ con kêu mẹ bỏ phụ thủy mới cho mẹ thành con gấu, nên là con bích đường chạy cửa luôn, hiểu không? Vàng Ngọc ơi, Vàng Ngọc. Ui, con gái được ai với Vàng Ngọc? Rồi con gái ơi, Vàng Ngọc ơi. Nữa hả? Con nói mẹ ơi nữa. Nữa mẹ. Wow, 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 wow. Thật thương quá. Thật đắp đắp y. Mẹ có đem theo, mẹ nhớ mẹ có đem theo cái nón cho con mà ta. Cuộc tình là chơi đánh không. Ồ, đây. Cái nón này cô chú sẽ rất là yêu thích. Đây, cái nón này, đây. Ê, muốn đồ chơi không? Để mẹ mua vô đồ chơi. Nè, cái nón này nè. No. Nghe để kỳ ghê trời. Có nghe lời mẹ không hay là muốn mẹ biến thành gấu? Đó, nghe lời mẹ đi. Rồi cái nón này vô. Đây nè. Look, cô chú. Look at Jenny. I'm gonna wear it. See? Let me go. Rồi, con tự đeo đi, tự đổ đi rồi mẹ cho con đồ chơi. No. I have some candy in my bag. Let me see. Rồi, đổ vô đi. Con muốn thấy nhưng mà không phải đổ nón vô rồi mẹ cho kẹo. Rồi, đổ nón. There's no food on me. Okay. I'm in the car, Mom. I'm in the car. Rồi, nhưng mà đó, đổ vô đi. Rồi, đợi con hỏi cô chú thấy con đổi nón đẹp không? Nhìn vô cô chú cười tấm hình và chụp tấm hình cái. Baby is super busy, so I'm gonna just let you out here. Baby, I want to go to 168. I thought you said the Vietnamese market. No, 168. Okay. Rồi, cười đi. There's nothing you want here? No. Cười. Làm trò đem dáng cho cô chú chụp hình đó là cho chụp hình tấm ảnh. Đúng rồi. Làm vậy hả? Rồi sao nữa? Cười vô đây. Là sao? Làm cho đẹp chút coi, cười. Trời, gì ghê trời. Không muốn kẹo, hoa làm tiếp đi, cười duyên dáng tiếp đi. Cười ra như này. Cười như này. Chi. Không mà làm được bây giờ. Mẹ ơi, con muốn ăn kẹo. Con muốn kẹo. Nhưng mà bây giờ con làm cái mặt khóc làm sao? Bây giờ làm cái mặt giận dữ là vậy hả? Giận hả? That's remote too. Rồi làm cái mặt cười nhe răng coi. Cười nhe răng. Rồi làm cái mặt tức làm sao? Tức. Làm mặt tức coi. Cái đó là mặt chắc ba, cái đó là mặt Halloween. Mặt tức làm sao? Mặt tức làm sao? Tức giận. Giận. I want another one too. Giận coi, làm giật mặt giận coi. Mặt giận làm sao? Giận á hả? Rồi cái mặt Halloween sao? Có mặt Halloween sao? Rồi cái mặt buồn. Do you want to go to Saigon for anything? No, buồn vậy hả? Buồn là đưa cái mỏ bách bách vậy hả? Rồi quá hay luôn, giờ cho muốn cái cúng kẹo nào? Một mỏ này phải không? Kẹo này là kẹo của Nhật, cái kẹo dẻo của Nhật hồi bữa mẹ mua con phải không? Daddy, you want to try some? Đây nè, cô chú ơi, cái kẹo này được gọi là Super Mario của Nhật nè, cô chú nè.
No, I don't want to try any, but thank you for offering, dude. No, but daddy, this is a kẹo dẻo. This is just like a gummy bear. Try it. It's from Japan. Very good. Thấy chưa, kẹo dẻo của Japan ngon lắm á. Is it a vitamin C gummy bear? Mm-mm. Normal. Just a candy? Yeah. À nè, còn cái bịch của nó luôn nè, của chú nè. Super Mario nè. Mario. Chắc cô chú cũng sẽ thấy cái làm lạ là tại sao ở Mỹ mà cái gì Ngọc cũng mua cho con chay là của kiểu Hàn Quốc hay là của Nhật gì hay không? Không biết làm sao nữa nhưng mà Ngọc thấy là Ngọc thích những cái đồ đó hơn là những cái đồ Mỹ, Ngọc không biết nữa. Honey, I would have not known you that was Super Mario. Why? By the way, you said Super Mario. I'm like, Super Mario. If I didn't see that picture on the top of it. Mario. Không biết làm sao nữa mà hả, Ngọc không có thích chay ăn bánh kẹo của Mỹ. Ngọc chỉ thích chay ăn bánh với ăn kẹo đồ của Hàn Quốc với lại của Nhật thôi. Ngọc không hiểu nữa. Cái đó là một lý do mà Ngọc không hiểu. Tại nhưng mà Ngọc không có chê nha, Ngọc có chê đồ của Mỹ là sao nha, nhưng không biết sao, nhưng mà các bạn thấy Ngọc cũng hay đi chợ Hàn Quốc rồi, những cái đồ của Hàn của Nhật cũng rất là thích đó, nhưng chắc tại vì mình thích cái đó nên là mình muốn con mình xài thôi, chứ không phải không có lý do gì mà đồ mà Mỹ tốt hay xấu là mình không xài đó, chỉ là thích vậy thôi. Mẹ có more. Muốn nữa hả? Yeah, giờ ăn cái màu đỏ nha. Yeah, mẹ. Màu đỏ đi. Mẹ. Ăn màu nào? Ăn màu blue. Ăn màu xanh. Ăn màu xanh. Một màu xanh xanh. Hát đi con. Một màu xanh xanh. Hát lại. Một màu xanh xanh. Hát đi. Nói hát đi. Một màu xanh xanh. Không hát thôi, khỏi ăn. Nói đi. Một màu xanh xanh. Nói. Nó làm bộ đây, nó không nói đó. Một màu xanh xanh. Đó, mình kêu nó nói tiếng Việt là nó là rất là làm biến. Mommy, là sao? Anh làm mẹ. No, con không phải là mẹ nhưng mà con vẫn phải làm y chang mẹ được, chứ không phải là con làm mẹ con mới hát như mẹ được. Ok, con nói nè, một màu. Bây giờ có ăn không? Xanh. What do you gotta get at a 168, baby? Target? No. Yeah, me and JD are going to Target while you go to 168. Okay.